em mua rồi mà chưa sử dụng luôn. Tại tại sao không sử dụng, không biết cách sử dụng? Đây, dễ lắm, tối em rửa mặt giùm chị một trong hai loại, một loại là thải độc tố, một loại là bảo vệ bề mặt da. Hũ chai này sữa rửa mặt toàn đen, còn cái này sữa rửa mặt bong bóng, chụp hình em đi. Sữa rửa mặt bong bóng, sữa rửa mặt xoàn đen, một trong hai cái này quý vị mua về quý vị xài nha. Cái sữa rửa mặt xoàn đen nó có hai đầu lận nha, hai đầu, đầu này và đầu này nè, hai đầu nha. Đó, rồi xong. Sau khi quý vị rửa rửa mặt xong, chị hồi nãy bị nám thì chị nói là chị không biết cách xài cái chai nám như thế nào. Ủa chai nám của em để đây đâu, ở đây chai nám nha. Quý vị chai nám mở ra. Đó, lấy chai nám ra. Ở trên đây nó có cái đầu màu trắng, các bạn rút cái đầu màu trắng ra. Xong sau đó ở trên đây có cái đầu bóp xuống, các bạn bóp xuống. Đó, chải kem ra nha. Đó, bỏ uổng em sức vô người em luôn. Đó, đó là nám nha quý vị nha. Và kem chị nám. Này nám, nám tàn nhang. Nha. Đó, nám tàn nhang em ghim vô lại. Xong rồi sau đó ghim vô lại nha, để giữ cho nó không bị không khí. Đặc biệt cái này á, đồ này của Việt Hương á, nguyên liệu của Việt, công ty của Việt Hương á, cái này là thiên nhiên. Cho nên là nhớ là quý vị không để nóng, quý vị phải để nhiệt độ phòng nha, 27 độ. Quý vị mà để nóng quá nó hư, nó mất chất đi nha quý vị nha. Và cái này không được để nóng. Các bạn mà shipping đi xa làm ơn nhắc kỹ giùm em, nhắc kỹ giùm em là các anh ship ơi, các anh làm ơn đừng để ngay chỗ máy xe, đừng để ngay chỗ nóng quá, mà ship đi nước ngoài làm ơn đừng ngay để đề chữ nó lặt tận, để không được để nhiệt độ cao, không được phơi nắng nha quý vị nha. Cái chai này á, hầu hết các chị nào bị nám xài bên cái chai này của em đều quý em hết, tại vì nó rất là có tác dụng nha. Giá của nó là 1.880.000. Chị nám và tàn nhang nên nhớ, nhớ tiền nào của đó nha. Đặc biệt với tên của nghệ sĩ Việt Hương và thương hiệu Hương Thị của em nha, thì em không có làm tào lao được cho quý vị. Cho nên cái chai của nó rất đẹp như vậy. Đây, bỏ trong cái hộp này lại. Đằng sau có một cái chị, tôi không hiểu tại sao nó giục cái hộp đi đâu. Cái hộp ở đằng sau chỉ rõ ràng như vậy mà bà nói không có chị, không có cái giấy hướng dẫn. Dạ không, riêng cái bộ này nó là bằng hít, nó hít lại nguyên mà này, nó hít lại để vô nó hít nè. Đó, nó hít lại nè, hít lại nè. Và đằng sau nó có tác dụng nè, chỉ nè, công dụng nè. Tại sao chị không đọc và chị la làng là không có cái giấy, không có đăng chị, in vô cái hộp. Dạ đây chị ơi, đây chị ơi, giúp giùm em nha mấy chị.